Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay chúng tôi đi vào rừng câu cá ở trong khe. Câu con cá này gọi là cá khuy. Đấy, cá bật đầu. Thôi, anh em mình đi. Mình tôi gọi đàn quân của tôi đã. Bây giờ tôi đào giun các bác ạ. Đào giun câu cá. Ủa. Có giun. Đây. Có túi đựng không? Này, mới các bác, à quên, đây là giun. Bậy quá nhỉ. Các bác, hôm nay chúng tôi giới thiệu các bác đến cái món câu cá rất là đặc biệt. Không giống ai luôn. Câu không dùng cần cơ, thế mới ác. Không cần cần. Tí nữa xem anh Quỳnh anh thi triển kỹ thuật câu cá. Câu cá khe đấy, không phải câu cá suối đâu. Đây là ở một cái khe, bọn tôi đang ở một cái khe. Đây. Ô nhề mắt tinh thế. Đây. Anh Quỳnh lại thấy run kìa. Được chào đấy. Các ba con đùa. Ôi, được em có 30 con. Nhiều lắm, lên đây mà. Đây, các bác này. Đây, anh em tôi đây. Tôi đang chuẩn bị buộc dây cước để câu cá ở khe đây này. Cái khe đây này. Đây, cái cần câu này chúng tôi làm đây. Bằng cái cây này, này bằng cây gì? Cái đao, cành cái đao. Đấy, bố tôi câu đây này. Câu cá khuy. Không cần cần dài các bạn ạ. Ngắn thôi. Gấu cũng đi hộ đào giun à. Em chế một cái hòn đá vào đây làm cái gì em? Vâng. Công cụ thì câu nó chỉ thế thôi, công cụ của tôi đi câu nó như thế thôi. Rất thô sơ. Sạc lắm đấy. Cái cước này nó chỉ có 1 mét thôi. Đang nghĩ là tôi cầm tay nhưng mà cầm tay là phải lội rồi. Có chỗ nào nó sâu thì đấy. Mình cầm chỗ này thì chỗ nào sâu mình cũng thả được mà. Lấy hòn đá để làm cái hòn chì nó đó. Điểm lấy hòn đá làm chì nó không là nó nổi đấy. Nó phải chìm xuống. Còn quá nhỉ. Còn quá. Tí nữa nó còn to hơn cả con cá đi thì. Cái bọ rầm nó có bâu đồ anh ạ. Nhiều lắm bị thời tiết này đấy. Cái thời tiết này thì nó cắn một tí không sao đâu mà. Wow, cái giun nó thôi. Thử luôn nào.
cho anh một con nào. Anh sẽ là người khai trương con đầu tiên. Cái này là quay lại với tuổi thơ. Ấy à, như bộ gầm quá. Cắt một đoạn đi. Đấy. Ây à, giật luôn rồi à? Ây, chưa rồi. Bé quá. Nó ăn ác lắm. Thả phát xuống giật luôn các bác ạ. Ăn ác được luôn. Câu cá rất lại, thả phát xuống giật được giật, giật luôn. Bé quá. Oh. Nó còn không vừa cái móc, đáng lẽ phải lấy cái móc bé thôi. Cái này cái móc hơi to. Đây 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 chị ơi. Đấy, của anh Hải kìa. À, một con. À, trời ơi. Một cười quá. Anh Hải ơi, cho em thử câu phát nào. Vui nhỉ, thả bắt xuống. Chưa rồi. Được, thử lắm. Thành quá đấy. Đấy, có to, có to. Ôi quá nhỉ, anh tìm vũng khác luôn. Có đây, có to đấy. Ôi cắn chúng tôi đây đây chúng tôi. À, con to này quỷ thế. Cua, à, cua, cua. Con cua. Mày ơi, con lấy con cua này đây đấy. Đây. Các bác xem này. Con cua này nó khốn nạn lắm. Các bác nhìn thấy con cua như này bao giờ chưa? Màu này, màu này. Tên là con cá của tôi. Đây con cá. À lại rồi nữa. Được, con cá này rất quỷ. À, con cá to này quỷ quá đấy. Nó là nó không ăn. Lên nào. À, đứng đi, đứng đi. Đây đây, đằng sau đây. Đúng. Đây, đằng sau đây rồi. Đây rồi. Đây nào. Đây 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 đây.
Đây đây. Ê. Các bác xem này. Ôi nó khỏe lắm con cá này ấy. Trơn lắm. À. Tôi gọi là con cá khuy ấy. Các bác thấy câu cái này hay không? Dã man nó có dâu này. Tiền vũ, tiền vũ. Tôi lên vũ trên kia nhé. Đang ăn ngon lắm, ba ạ, toàn thịt thôi. Đây 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 đây. Này đẹp đấy, con này đẹp đấy, đẹp. Này này nó ơi, đừng xuống. Nhanh. Vẫn ở đấy mà. Đây. Bác. Lại cả luôn. Em câu thế này hỏng hết cá rồi em ơi. Bóp cho nó anh quỷ khỏi nó đáy ra. Hơi nhiều đấy. Em phải đứng xem cái chỗ nào câu em giật lên. Em hàng ấy là không em giật bừa này. Phải học sư huynh đi. Bái sư huynh đi. Tối qua bảo mời anh Quỳnh một ống run không mời. Mình có chưa đẹp lắm. Ồ nhờ. Ui dồi. Để xem hôm nay còn có em nào không nhá. Tôi phải thả con đấy. Xem nào. Xem Đức Anh câu cái nào. Câu kiểu gì mà toán thả này chứ. Hết rồi đấy thì có này. Đấy còn em vừa này. Câu vừa thả thì chờ hết. Các bạn đi câu cả buổi sáng rồi về mệt rồi. Đây thành quả buổi sáng của anh em và tôi nhá. Câu vui thôi, câu vui chơi thôi. Hai cua to đây bự luôn. Cua nó cũng vào câu hết. Cua cũng ăn này. Cua cũng trúng. Con chuối cái con đây, cá đây. Nhiều chưa? Còn cá bé thôi nhưng mà câu cá này vui lắm các bác nhá. Thả nó xuống dần luôn, Cái này là đủ bữa rồi, đủ để say rồi. Đấy, cả buổi anh em của tôi đi câu đấy. Cả buổi của anh em của tôi này. Bây giờ cũng muộn rồi. Giờ bây giờ cũng muộn rồi, đến giờ trưa rồi, anh em về tôi về nấu cơm đây, cơm ăn thôi. Nhưng nói chung là vào rừng chỉ thế thôi. Sáng đi chơi đi câu lung tung là về ăn cơm, cơm chiều là đi chơi lung tung. Nào chán thì về. Lúc nào hết rượu thì về. Ê, về đi anh ơi. Về thôi. Đây các bác, thành quả đây, cá của tôi đi câu cả buổi đây. Ui đồ cắn. Bây giờ là cho vào nồi canh. Cho vào nồi canh. Lại toàn canh tổng hợp với các bác ạ. Trên rừng là làm sao nó vừa đơn giản vừa ngon là được. Chứ không cần phải quá cầu kỳ đâu. Tôi với lại anh Hải này mỗi người một việc. Mỗi người một việc. Đây các bác nhìn này. Anh Quỳnh thì cạo râu. Đây nhìn này. Các bác nhìn này. Đây thấy đây chưa. Nhổ râu. Thấy chưa. Đấy. Anh đang trang điểm. Chuẩn bị đi chơi gái. À quên. Đi bắt mấy cô tí nữa vào hái rau dớn. Cua này. Thì lúc này em lại không cho con cua vào thì trước đi. Ồ, không sao đâu, cua ăn như thế mới ngon. Tạm thử thế đã. Để anh đậy vào cho nó chín nhanh. Ơi.